Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay lại về máy tiếp. Đấy. Máy thì nhiều quá, gửi muốn nơi một ít các bác. Đấy, em về được một con Bala áp trần. Con này thì là mới 100%, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng. Đấy, máy mới 100%. Đấy. Nguyên đai, nguyên kiện, nguyên thùng nhé. Đấy thì em đã cắt ra rồi. Đấy, để em quay video cho các bác. Đấy, bác nào mà đang quan tâm cái dòng máy to lắp cho phòng khách và phòng làm việc thì các bác lấy hộ em alo cho em hai số này. 0975 360 433, dưới là 0377 996066. Đây là máy 80.000 BTU nhé. Đây má đây. Đây má đây. CS B80TA4. Con này điện 200, dùng ở Việt Nam mình thì quá yên tâm là không cần phải dùng qua đổi nguồn, lo ăn trực tiếp điện lưới Việt Nam mình luôn. Bởi vì cái này nó chịu điện áp lên 280V, mà điện áp Việt Nam thì có cao nhất chỉ là 240V thôi. Cho nên là các bác dùng thoải mái, không sợ bị kém điện hay bị làm sao đâu nhé. Máy là máy mới 100%. Đây, táp lô cái hướng dẫn để treo mà lạnh nó có lỗ đục sẵn này. Các bác chỉ cần dán này đi tầng và khoanh lỗ luôn. Đấy, khoanh lỗ luôn. À, mình bắt được giá mà lạnh luôn. Không cần phải đo nước gì. Đấy, mình máy mới mà. Người Nhật người ta rất là thông minh. Người ta sản xuất ra cả cái tấm sẵn luôn. Và người ta ghi cho các bác là cái này luôn, cái này dịch phần mềm lô dịch là dịch ra luôn. Đấy, chỉ cần áp này vào trần và mình bắt được đúng cái lỗ ốc này của nó và mình bắt vào là xong. Đấy, máy là máy mới 100%, hai cốp hộp hai bên còn nguyên. Đấy, máy mới 100%. Đấy, tất cả máy mới này. Con này là máy áp trần nhá. Cái này thì dành cho nhà bác nào mà nhà biệt thự đấy, đấy hay là nhà tân cổ mà lắp lắp trần gỗ đấy thì con này nó áp trần vào luôn, tức là nó lắp vào sát vào cái trần luôn. Đấy, cho nên là không sợ bị đục đẽo gì, mà cái diện tích lắp nó rất là ngắn luôn. Vì cái thường thường các bác ốp sàn gỗ, ốp trần gỗ hoặc là ốp thạch cao ấy thì là cái trần nó rất là thấp. Thì con này nó lắp sát trần luôn. Đấy, không sợ bị cồng kềnh. Con này thì nó lắp cho phòng tầm 100 mét vuông. Đấy, đầu 80.000 này thì nó lắp cho đầu tầm cỡ khoảng tầm 100 mét vuông quay đầu. Đấy. Em đọc thông số cũng lóng luôn cho các bác nhé. Đấy. Mặt lạnh thì rất là nặng rồi. Mặt lạnh thì vì đây là máy mới thì không thể giật tem ra được. Đấy, tem chắc nó nằm ở dưới. Đấy. Máy mới 100%. Đấy. Đây, máy mới 100%. Đấy, nguyên đai nguyên siêu. Đấy, giấy riếc này. Đấy, đầy đủ hết này. Đây, giấy. Đây, con này nó có má này. Đây, nó có cả má ghi hết đây này. Thì con của em là má 80 này. Cao nhất nó có má 160. Còn đây em là đang là má 80. Đấy, đầy đủ giấy tờ hết. Nắp áp trần này, này. Đấy, con này nó nắp mình nó treo vào trần này rất là tiện luôn. Đấy, may mới 100%. Sổ sách giấy tờ cũng lóng này. Đấy, vừa em mới bóc cũng lóng luôn. Đấy, nguyên hộp. Đây, dán nóng bằng sau đây. Đấy. Thì đây là dòng nguyên hộp mà. Đấy. Con này mà anh em thợ nào mà đang lắp cho khu khu Vinhome hoặc là khu biệt thự cao cấp. Đấy, hoặc là nhà vườn hoặc là biệt thự cao cấp thì anh em thợ có thể alo cho em trực tiếp này để biết được cái giá thợ. Bởi vì cái này thì lắp rất là đắt. Nếu mà đến lắp đến tay các bác nhà dân thì rất là đắt. Đấy. Và máy này thì bọn em chỉ bán và không đi lắp. Đấy, cũng bổ luôn. Đấy, bác nào nhà dân mà muốn mua thì về nhà tự thuê thợ lắp. Thì lắp nó cũng đơn giản thôi, chỉ cần lắp muốn cái ống ga vào là xong thôi. Và cắm cái điện mà là chạy thôi, nó không có phức tạp gì cả. Nó lắp như một cái máy Việt Nam, nó lắp như một cái điều hòa 9.000 thôi. Đấy, nhiều bác của em mà lắp cái dòng này nó có khó không thì thật sự bác nó lắp như cái máy Việt Nam mà thậm chí nó còn nhàn hơn. Bởi vì là nó để hầu như nó để cố định dưới đất, gần như các anh em không phải bê. Đấy, còn nhàn hơn những con máy 9.000 với 12.000 kia. Nhiều lúc anh em người ta còn treo trên tường, anh em bê vác còn vất vả hơn. Nhưng con này thì gần như anh em không phải bê, bởi vì cái này thì gần như là không thể treo được. Bởi vì nó nặng như này thì không, gần như không thể treo được. Bắt buộc là phải để vào trần hoặc để ống đất, hoặc là bác nào mà muốn lắp này mà để lên tường thì bắt buộc là phải có hành lang kỹ thuật, tức là hành lang kỹ thuật để người ta để cục lóng này vì rất là to. Đấy, máy 80.000 vụt phòng tầm 100 mét vuông trở xuống. Đấy, cái mặt lạnh thì nó khủng khiếp luôn, nó dài đúng bằng người em luôn, nó dài đúng bằng người em luôn, sợ rồi, dài đúng bằng người em luôn, quá đẹp luôn. Đấy, con này thì là mới 100% nhé. Đây, khiển thì là khiển hộp, đây khiển tất cả là khiển hộp hết. Đấy, khiển hộp đi theo máy luôn. Đấy, con này thì giá nó cũng rất là rẻ thôi. Đấy, anh em thợ nào muốn lấy thì cứ alo em hai số này. Đấy, con bác nào nhà dân mà muốn mua về thuê gần như là cái biệt thự sân vườn hoặc là những cái nhà cao cấp thì gần như là nó có một đội ngũ riêng lắp cho các bác rồi. Và lắp này thì nó rất là đơn giản thôi. Thực ra anh em thợ điện lạnh thì anh em nào cũng lắp được, nó không phức tạp đến mức ý đâu nhé. Ra muốn cái ông đồng vào và cắm ba sợi dây điện mà là xong thôi. Đấy, con này của em thì nó là máy một pha. Máy một pha thì bao giờ nó cũng sẽ đắt hơn máy hai pha. Đấy, các bác phải lưu ý cho em nhé. Đây là máy một pha nhé. Một pha thì bao giờ cũng đắt hơn ba pha. Bởi vì ba pha thì bắt buộc các bác phải mua cái đổi điện.
hoặc là chuyển sang một pha thì nó sẽ mất đi 50% công suất, 30% công suất. Còn cái này thì nó đạt đủ 100% công suất luôn, vì đây nguyên bản là một pha luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, và nó rất là đắt. Đấy, mua được những con máy mang về đây. Nhưng mà để mà nói giá của nó, nhiều bác sẽ giật mình luôn. Nhiều bác không bao giờ tin cái giá giật, giá nó cực kỳ rẻ luôn. Bởi vì con này em mua được trong cái lô của nhà em thì rất là may em mang được về đến đây. Đấy, mới 100%, không sợ là sức nhả gì, đuôi quẻ gì nhá. Vì đây là máy mới 100%. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo em nhé. Hai số điện thoại này. Đấy, duy nhất là có một chiếc này thôi. Đấy, em chào các bác nhé.